Bắc Phượng chứ không phải là Bắc Vũ, thì Bắc Phượng có VTV. Ồ. Có nhà Phượng Phấn á. Cảm ơn Lý vì tới nha. Chở nó về xem chạy lại đây nhé. Bây giờ nó biết đường về không? Em chạy cho. Nhưng mà trở lại đây phải có dễ lắm, dễ lắm. Có dễ không? Dễ lắm. Chạy cho. Ê tí nữa, tí. Em chạy cho lên sân này. Ê nó chỉ sao ta qua mẹ nha.